câu lạc bộ báo chí phát triển xanh hướng đến net zero carbon làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đắk nông khai trương quán cà phê doanh nhân tại đường trần cao vân phường nghĩa đức gia nghĩa đắk nông đoạt giải phong cách tại hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ tư đó là những thông tin chính sẽ có trong tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 25 tháng 9. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, 25 tháng 9, ông Hoàng Mạnh Hà, Tổng biên tập báo Tài nguyên và Môi trường, chủ nhiệm câu lạc bộ báo chí phát triển xanh hướng đến Net Zero Carbon dẫn đầu đoàn công tác, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Tại cuộc làm việc, các thành viên trong đoàn và lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ cởi mở về những thông tin liên quan đến tiềm năng, lợi thế và các giải pháp phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông trong tương lai. Thay mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ, Nhà báo Hoàng Mạnh Hà nhấn mạnh, những thông tin trao đổi, chia sẻ rất bổ ích, thiết thực là cơ sở để các thành viên câu lạc bộ có nhìn nhận sát đúng về tình hình phát triển xanh tại Đắk Nông trên các lĩnh vực. Trước mắt, các cơ quan báo chí, các thành viên câu lạc bộ sẽ hỗ trợ địa phương thông tin, tuyên truyền các chuỗi sự kiện trước, trong và sau lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông mà địa phương đã đề ra. Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức khai trương quán cà phê doanh nhân tại đường Trần Cao Vân phường Nghĩa Đức, Gia Nghĩa. Quán mở cửa các ngày trong tuần. Đây là nơi để các doanh nghiệp kết nối với chính quyền và doanh nghiệp với nhau. Cộng đồng doanh nghiệp thẳng thắn chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc và trực tiếp được các ngành chức năng tháo gỡ kịp thời. Ngoài ra, chương trình cà phê doanh nhân cũng sẽ được tổ chức tại đây theo định kỳ 2 tuần một lần. Phát biểu tại buổi khai trương, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Trần Đình Ninh cho rằng, tại đây, đơn vị sẽ đồng hành tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp vào các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Cùng với những chia sẻ, cộng đồng doanh nghiệp sẽ hiến kế cho địa phương, các ngành xây dựng những chính sách, cách làm hay, phù hợp, từ đó hỗ trợ được doanh nghiệp tốt hơn trong hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tại hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ tư, vòng thi khu vực miền Trung, Tây Nguyên diễn ra từ ngày 21 đến 22 tháng 9, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đội thi tỉnh Đắk Đông đạt giải phong cách, Hội thi có 150 hòa giải viên của 17 đội đến từ các tỉnh, thành phố. Đây là những hòa giải viên đã đạt giải cao tại hội thi hòa giải viên giỏi của các tỉnh, thành phố hoặc hòa giải viên xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn đại diện cho địa phương. Mỗi đội thi tham gia các phần thi: giới thiệu, lý thuyết, hòa giải, tiểu phẩm. Nội dung thi tập trung vào các kỹ năng của hòa giải viên, pháp luật về hòa giải ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp năm 2013 quy định pháp luật trong một số lĩnh vực liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở. Ngày 23 tháng 9, Hội chữ thập đỏ huyện Cư Rút phối hợp với nhóm thiện nguyện Đắc Nông và thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 500 suất quà trung thu cho trẻ em thôn 4, xã Tân Thắng, huyện Cư Rút. Chiều 24 tháng 9, công ty nhôm Đắc Nông tổ chức chương trình vui Tết trung thu cho hơn 400 con em của cán bộ, công nhân, người lao động trong công ty. Tại chương trình vui Tết trung thu đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ của các cháu thiếu nhi trong công ty. Trước đó, nhiều địa phương, đơn vị, trường học cũng đã tặng quà, tổ chức chương trình văn nghệ, múa lân vui Tết Trung Thu cho trẻ em với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành, địa phương và cộng đồng xã hội chung tay chia sẻ khó khăn, giúp các em có một Tết Trung Thu ấm áp, vui tươi, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, 10 giờ ngày 25 tháng 9, áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 250 km, cách Quảng Ngãi 180 km, gây mưa to cho Bắc và Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên những ngày tới. Tại Đắk Nông, dự báo trong tuần này, thời tiết duy trì ở trạng thái nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, có mưa, giải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc, xét, mưa đá kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật đuôi. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.